Có đó. Có vỏ bao qua một bóng anh. Phà đi bình thường mà. Ừ. Tranh 34 các bạn. Bóng qua khe lưới điểm 1-0 cho Ken Hoàng. Giữa Ken Hoàng và Sochu nha. Sochu. Bóng tốt. Điểm 1 đều. Điểm 2-1 cho Ken Hoàng. Trắng bóng tốt. Điểm 3-1. Ba một. Trắng bóng chạm lưới. Chạm lưới điểm 2-3. Bóng ngoài. Điểm 3 đều. 3 đều. Điểm 4-3 cho Ken Hoàng. Bóng tốt. 4 đều. Bỏ bóng không sang lưới. Điểm 5-4 cho Sochu. Bóng tốt. Trắng bóng tốt. Điểm 6-5 cho Ken Hoàng. Sáng giờ là bỏ công ăn chuyện làm ở đây á. Sáng giờ luôn. Bóng con. Đập bóng tốt. Điểm 7-5 cho Ken Hoàng. Bỏ bóng tốt. Điểm 6-7. Mấy giờ vậy thầy? 7 giờ chưa? 6:30. Nói đi đúng lúc giờ, 7 giờ luôn. Chưa biết đúng 7 giờ hay không nữa. Em nghĩ chắc cỡ hơn. Đập bóng tốt. 6. Ông bầu Sơn Sơn. Đấu với mình là đấu với ai? Đấu với chủ nhà. Bóng không qua lưới. 9-6. Đội này cũng có ảnh. Kể đi đội nào giờ đội nào du lịch cũng xứng đáng. Đội nào cũng có ảnh hết.
Điểm 16. Ken Hoàng đang dẫn điểm. Không bóng không thành lưới. Điểm 7 10. Một điểm nữa đổi sân. Xích 3 21 điểm. Ờ sơ quánh một xích 21 điểm luôn. Một xe 1. Bóng còn nha mọi người. Điểm 11 7. Điểm 11 7. Đi đâu rồi? Bóng tốt. 8-11. Đang tranh nhảy ba nè. Tranh 34 nè. Phát bóng chậm mất. Điểm 12-8. 12-8. Hai đội thua quýnh trăm giấy ba hiểu không? Điểm trên 12. Phát bóng không sang lưới. Điểm 13 trên 13 9. Bóng còn. Bóng còn. Đáp. Bỏ bóng tốt. Điểm 14-9. 14-9. Điểm 15-9. Quá may mắn. Ngừng hội ý. Xét đấu tiếp tục. Bóng còn. Bóng không sang lưới. Điểm 10, 15. Bóng tốt. Điểm 11, 15. Phát bóng không sang lưới. Điểm 16, 11. Chắn bóng tốt. Điểm 16, 11. 17, 11. 17, 11. Bóng ngoài. Điểm 12, 17. Bóng tốt. Điểm 18, 12.
Không còn, quá hay. Ai đây? Bóng vẫn còn. Em nào? Bốn thân thân lưới. Rất tiếc. 10 đến 12. 19, 12. Giờ này mòn mỏi hết rồi. Đập bóng tốt. 20, 12. Điểm cuối. Kết thúc trận đấu, điểm 21-12. Kết thúc. Em nhanh hoàn thắng các bạn.